Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần đầu tiên lên tiếng công khai về vấn đề Ukraine sau gần 6 tuần căng thẳng với phương Tây. Trong đó, ông nói rõ, việc Ukraine gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ gây ra xung đột giữa Moscow với liên minh quân sự này. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục đối thoại để tránh xảy ra kịch bản xấu nhất. Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đang ở thăm Nga, Tổng thống Putin cho rằng phương Tây đã phớt lờ các quan ngại an ninh của Nga trong vấn đề Ukraine đồng thời cảnh báo việc NATO kết nạp Kiev có thể sẽ châm ngòi cho xung đột quân sự với Moscow. Hãy tưởng tượng Ukraine là thành viên của NATO và bắt đầu các hành động quân sự. Liệu chúng ta sẽ có một cuộc chiến với khối NATO? Để tránh kịch bản xấu nhất, nhà lãnh đạo Nga hy vọng các bên có thể tiếp tục đối thoại. Tôi hy vọng các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra. Tôi hy vọng cuối cùng sẽ tìm được giải pháp cho vấn đề này, cho dù mọi việc có thể sẽ không dễ dàng. Nhiều hoạt động ngoại giao đang được tăng cường để hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary cũng nằm trong nỗ lực này nhằm truyền đi thông điệp NATO muốn đạt được thỏa thuận phù hợp với Nga. Trước đó, Tổng thống Putin cũng đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, trong khi hai ngoại trưởng Nga và Mỹ cũng đã điện đàm để thảo luận về căng thẳng xung quanh vấn đề an ninh châu Âu.